Xét xử diễn viên hài Hữu Tín. Sáng 28 tháng 4, Tòa Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Hữu Tín, diễn viên hài Hữu Tín, sinh năm 1987, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề DJ, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cáo trạng thể hiện Hữu Tín sống chung với người phụ nữ tên A như vợ chồng tại căn hộ chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8. Hữu Tín và Phi quen biết nhau từ trước. Giữa tháng 5 năm 2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke và được một người đàn ông cho ma túy. Tối mùng 10 tháng 6 năm 2022, sau khi đi nhậu về, Hữu Tín, Phi cùng bạn bè lấy số ma túy mà Phi được cho, dùng còn thừa ra, sử dụng tại nơi ở của mình. Sáng 11 tháng 6 năm 2022, cả nhóm bị công an phường 5, quận 8 bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra có 6 người trong căn hộ, gồm Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, NTXT, Dương Thái Ngọc Huyền và A. Công an thu giữ một đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, một gói ni lông chứa một viên nén màu hồng, một gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh, một thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, một dàn máy DJ. Qua xét nghiệm, Hữu Tín cùng Tâm, Huyền dương tính với chất ma túy, còn Phi, T và A âm tính với ma túy. Theo cơ quan chức năng, A ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hữu Tín và bạn bè sử dụng ma túy. Chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết vụ việc này nên không bị xem xét trách nhiệm.